Thích Ca Mâu Ni Phật nói ở trong giai đoạn này, trong giai đoạn này gọi là hiện kiếp, chính là nói về cái đại kiếp này. Cái chữ kiếp này là Phật vì chúng ta mà nói ra. Đơn vị thời gian, ngày nay chúng ta nói đơn vị của thời gian là ngày tháng năm. Trong ngành thiên văn thì tính khoảng cách được bằng năm ánh sáng. Vận tốc của ánh sáng một năm đi được bao xa? Đơn vị năm ánh sáng này các nhà thiên văn học gọi là lượng thiên xích. Khoảng cách lượng thiên, dùng cách này để tính toán. Hệ ngân hà chính là chúng ta ngày nay nói cái ngân hà này. Đường kính của hệ ngân hà từ bên này qua bên kia, cái khoảng cách này bao xa? Các nhà thiên văn học nói với chúng ta, nếu dùng năm ánh sáng để đo là 20 năm ánh sáng. Cái con số này không có cách nào để tính toán. Ánh sáng là một giây đi được 300.000 km. Bởi vì cái vũ trụ này quá lớn, quá lớn. Cái giai đoạn này là hiện kiếp. Trong hiện kiếp này có 1.000 vị Phật ra đời. Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta là vị Phật thứ tư. Tiếp theo vị Phật thứ năm là Phật Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc. Trong tương lai đến thế gian này thì hiện thành Phật, Ngài là vị Phật thứ năm. Chúng ta nhất định phải biết Thích Ca Mâu Ni Phật có phải thật sự đã nhập diệt rồi hay không? Không phải. Bạn nghĩ thử xem, khu vực của Ngài giáo hóa rộng lớn như vậy, Tam Thiên Đại Thiên thế giới, Ngài xuất hiện ở nơi này của chúng ta rồi Ngài đi, Ngài lại đi đến thế giới khác. Giống như chúng ta đem đại thế giới này so sánh với quả địa cầu, xem những thành phố này của chúng ta như là thế giới nhỏ. Khu vực giáo hóa của Thế Tôn hôm nay ở đô thị này, ngày mai ở đô thị kia, vẫn không rời khỏi địa cầu. Tinh hệ nào Ngài cũng đều đi, nhưng mà hiện tại thì không có ở trên quả địa cầu này của chúng ta, không có ở trong thế dương hệ của chúng ta, Ngài đi đến thế dương hệ khác. Cái đạo lý này, chân tướng sự thật, chúng ta nhất định phải hiểu. Phật nói với chúng ta, Phật Bồ Tát không sanh không diệt. Mỗi người chúng ta thì có sanh có diệt không? Không có. Thí dụ như già rồi chết, bạn ở quả địa cầu này chết rồi thì đến quả địa cầu kia lại sinh ra. Sanh diệt thì là cái thân này, cái thân bằng thịt. Linh tánh thì không sanh không diệt. Điều này nhất định phải hiểu. Hiện tượng sanh diệt này của tất cả chúng sanh chỉ là thay đổi cái thân thể này mà thôi. Giống như chúng ta mặc quần áo vậy, quần áo mặc cũ rồi, rách rồi, không cần nữa phải thay bộ đồ mới. Cho nên thân này không phải là ta. Điều này nhất định phải hiểu. Thân không phải là ta, linh tánh mới là ta. Ta không sanh không diệt. Nếu thân này là ta, tốt, vì thân này chết đi thì chẳng lẽ ta không còn hay sao? Làm gì có đạo lý này chứ. Thân thì có sanh diệt, linh tánh thì không có sanh diệt. Không có sanh diệt theo cái thân thể của bạn, linh tánh vĩnh viễn là bất sanh bất diệt. Ở trong Trung Quán Luận miêu tả rất hay, không đến không đi, không thường không đoạn, không cấu không tịnh. Đây là linh tánh. Linh tánh thì không thêm bất cứ điều gì. Nhưng mà linh tánh mê rồi, khi đã mê rồi thì biến hiện tượng này thành lục đạo. Họ giác ngộ rồi, giác ngộ rồi thì thành nhất chân pháp giới. Cho nên cái thế giới này là giả, không phải là thật.
tùy theo ý nghĩ của chúng ta thay đổi. Niệm của chúng ta là giác thì cái thế giới này là nhất chân pháp giới, chính là thế giới cực lạc. Niệm chúng ta mê thì đó là mười pháp giới, chính là tam đồ lục đạo. Cho nên nó không phải là thật. Điều này Phật thường nói ở trên kinh, nhưng mà chúng ta cũng thường nghe đến quen thuộc rồi. Nhưng tại vì sao nó vẫn chưa khởi tác dụng? Chúng ta không được thọ dụng. Sai là sai ở chỗ này. Phật nói với chúng ta, nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Tất cả pháp nói từ phương diện lớn thì nó là vũ trụ, thập phương, hằng hà sa thế giới. Phương diện lớn là nói từ chỗ này. Nó nhỏ thì nhỏ như vi trần, chính là đem hết thảy tất cả dạng sự dạng vật trong vũ trụ bao gồm trong đó, không bỏ sót cái nào. Nó làm sao có được vậy? Là do tâm tưởng mà sanh ra. Trong tâm của bạn nghĩ thiện thì nó sẽ biến ra cảnh giới thiện, trong tâm nghĩ ác thì sẽ biến ra cảnh giới ác. Trong tâm nghĩ thiện nghĩ ác, cái tâm này là vọng tâm, không phải là chân tâm. Chân tâm không có ý nghĩ. Ở trong giáo lý Đại Thừa, Phật thường nói chân tâm ly niệm, vĩnh viễn không khởi ý niệm, đó là chân tâm. Cho nên phàm cùng thánh khác nhau. Một câu nói thì có thể nói được rõ ràng minh bạch. Chư Phật Như Lai ở trong tất cả cảnh giới không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây là chư Phật Như Lai. Chúng sanh ở trong lục đạo, không những là lục đạo mà bao gồm cả mười pháp giới, hoặc là phàm hay thánh, ở trong mười pháp giới. Phàm là phàm phu sáu cõi. Họ có hiện tượng gì? Là khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Đây gọi là phàm. Khác nhau là ở chỗ này. Nếu như phàm phu ở trong lục đạo chúng ta, đương nhiên là cảnh giới sáu căn, tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì bạn đã thành Phật rồi. Một câu nói rất là rõ ràng, rất là minh bạch. Bạn không có cái năng lực này, cho nên Phật phân thành ba giai đoạn để nói. Trước tiên về bạn không chấp trước, không chấp trước với tất cả pháp. Buổi chiều hôm nay có đồng tu Úc Châu gọi điện thoại nói với tôi, nói có người đặt chuyện gây sự quỷ báng ông, nói những lời lẽ không hay. Ông rất tức giận. Tôi nói với ông, tôi nói ông là phàm phu trong tam đồ lục đạo. Ông nghe xong thì hỏi gì sao vậy? Tôi nói ông vẫn còn tức giận. Ông nói làm sao mà không giận được chứ? Tôi nói người ta mắng người khác thì tại sao ông không tức giận? Người khác thì đâu phải là tôi, cái thân này không phải là mình. Họ mắng mặt họ không liên can gì với linh tánh của ta. Trong linh tánh của ta không khởi lên một niệm nào. Vì sao là như vậy? Bởi vì bạn chấp trước cái thân này là chính mình. Bạn chấp trước cái tên này chính là mình. Người chấp vào cái tên mà mắng bạn, họ kêu tên của người khác thì bạn không phản ứng nữa. Điều này đã thấy rõ là bạn có chấp trước hay không. Chỉ cần không chấp trước thì vấn đề gì cũng đều không có. Bạn vừa chấp trước thì có phiền phức. Người chấp trước thì không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi. Sáu cõi luân hồi là do chấp trước và sanh ra. Ta không còn chấp trước nữa, bạn có kêu tên ta mà mắng, người cùng tên cùng họ rất nhiều, ta đâu biết bạn mắng ai. Cái gì mà tự mình là thừa nhận chứ? Con người sao mà ngốc như vậy? Không việc gì, việc gì cũng không có. Cho dù họ có lấy roi đánh bạn, thân không phải là ta. Quả nhiên thân này không phải là ta, có đánh thì bạn cũng không bị đau.
Bị đánh tại sao bị đau? Thân là ta. Điều này phiền phức rất lớn. Nếu bạn không tin thì bạn thử xem bộ kinh Kim Cang mọi người đều đọc đến thuộc lòng. Những nhục tiên nhân bị Vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể, người thông thường nói là đau đớn không chịu nổi. Những nhục tiên nhân bị Vua Ca Lợi dùng dao cắt từng miếng thịt, ông không hề đau đớn. Tại vì sao ông không bị đau vậy? Vì thân không phải là ta, bằng tha hồ mà cắt. Bỏ chấp trước thì được tự tại, bỏ chấp trước thì ra khỏi luân hồi. Cớ gì phải chấp trước chứ? Lần này ở Úc Châu đi bệnh, tôi cũng đã làm thí nghiệm. Làm thí nghiệm gì vậy? Không chấp trước. Bởi vì lúc tôi bị bệnh, có người chấp trước nhanh chóng đi tìm bác sĩ, phải có uống thuốc. Nếu bạn không tìm bác sĩ, không uống thuốc thì bệnh sẽ không hết. Tôi không đi khám bác sĩ, cũng không uống thuốc, nghỉ ngơi vài hôm thì bệnh tự nhiên sẽ hết. Nếu như bạn chấp trước, đã sanh bệnh rồi thì không vào bệnh viện thì không được, không đi khám bác sĩ là không được. Vậy thì bạn không thể không đi khám. Nếu như bạn không đi khám thì bệnh sẽ có bạn nghiêm trọng, bạn sẽ không hết bệnh. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi đã làm thí nghiệm, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tôi không muốn bị bệnh, chúng tôi muốn sớm hồi phục sức khỏe. Cảnh chuyển theo tâm, chúng ta đem cái ý niệm này chuyển thành cái ý khỏe mạnh. Không nên có suy nghĩ tôi bị bệnh rồi. Không có bệnh, bệnh sẽ không có. Vì sao vậy? Mà nghĩ đến bệnh, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tưởng bệnh thì bệnh làm sao mà không có bệnh chứ? Nghĩ già thì liền già, nghĩ chết thì không chết cũng không được. Cho nên tâm lý phải khỏe mạnh. Tâm lý khỏe mạnh thì sinh lý của bạn nhất định khỏe mạnh. Sinh lý là phụ thuộc vào tâm lý, nó là tùy theo tâm mà chuyển. Chúng ta không thể không hiểu cái đạo lý này. Thế giới nhỏ là cái gì? Thân thể của chúng ta là thế giới nhỏ, vũ trụ là thế giới lớn. Ở trên kinh Phật thường nói với chúng ta, thế giới lớn không lớn, thế giới nhỏ không nhỏ, là bình đẳng, không hai không khác. Hiểu được thế giới nhỏ thì hiểu được thế giới lớn, biết được thế giới lớn thì chúng ta biết được thế giới nhỏ. Nó là một, không phải hai. Cho nên ở trong tâm tánh không có lớn nhỏ, không có phàm thánh. Phàm thánh thực tại mà nói chính là một niệm mê ngộ. Ngộ thì làm thánh, mê thì là phàm. Cho nên biết được thế giới nhiều như vậy, trong một thế giới có vô lượng vô biên Phật. Bạn xem trong một kiếp này của chúng ta có ngàn vị Phật, nhưng mà mỗi một kiếp con số thị hiện thành Phật hoàn toàn không như nhau. Có kiếp thì chẳng có vị Phật nào, có kiếp thì có mấy mươi ngàn vị Phật. Đây là do duyên không đồng. Phải biết cái đạo lý này. Bồ Tát có đến thị hiện thành Phật hay không? Phải xem duyên của chúng sanh ở nơi đó đã đủ hay chưa. Duyên đã đủ rồi, người tu hành chân thật rất nhiều. Phật Bồ Tát đến giúp đỡ họ, đến đi dạy bảo họ. Người tu hành chứng quả rất nhiều, các ngài liền đến. Duyên không có thì Phật Bồ Tát liền ẩn mất, các ngài không đến thì hiện. Đây chính là không có duyên. Không có duyên, những người này không nghe lời giáo huấn. Bạn nói với họ, họ nghe không hiểu. Nghe có hiểu thì họ cũng làm không được. Đó chính là do Phật Bồ Tát không có duyên với họ. Không có duyên, Phật Bồ Tát liền rời khỏi,
liền bỏ đi, không xuất hiện nữa. Cho nên có ứng hiện ở thế gian này hay không, không phải là chuyện của Phật Bồ Tát, mà do chúng ta có chịu học hay không. Cả thảy đều do bản thân mình. Cái quyền này không ở nơi người khác. Chúng ta phải biết, phải khuyến khích chính mình, phải chăm chỉ nỗ lực. Chúng ta vừa mới khởi tâm động niệm, cái này gọi là cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng. Cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn. Ý niệm của chúng ta nhiều, từ sớm đến tối không biết là khởi bao nhiêu ý niệm rồi. Mỗi một ý niệm đều có cảm ứng. Không phải là cảm ứng với Phật Bồ Tát, chính là cảm ứng với yêu ma quỷ quái. Cho nên tâm phải thanh tịnh, tâm phải chánh. Phật Pháp dạy cho chúng ta tam quy y, chính là nguyên tắc chỉ đạo tu hành cao nhất, chính là giác chánh tịnh. Giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Chúng ta đi con đường giác chánh tịnh thì sẽ cảm ứng với Phật Bồ Tát. Nếu như đi con đường mê tà nhiễm, vậy là chúng ta sẽ cảm ứng với yêu ma quỷ quái. Cũng biết là yêu ma quỷ quái cũng là Phật Vị Lai. Không nên ngạo mạn, cũng không nên xem thường họ, cũng phải cung kính họ giống như Phật Bồ Tát vậy. Lễ kính chư Phật, vị Phật Vị Lai này, vậy là đúng rồi. Với cách này, cho dù là có những oán hận với yêu ma quỷ quái, oán đã kết từ vô thủy kiếp đến nay, dần dần có thể hóa giải. Có một câu nói, oan gia nên giải, không nên kết. Đời người ở thế gian này có giá trị nhất, có ý nghĩa nhất, đó là sự việc gì? Là hóa giải oan kết. Đây mới thật sự là có ý nghĩa. Điều này người thế gian nói không như nhau. Người thế gian nói đời người có ý nghĩa là lập công, lập đức, lập ngôn. Lập công, lập đức, lập ngôn, từ vô lượng kiếp đến nay, bản thân trái chủ của bạn chưa từng hóa giải. Sự việc này vẫn còn phiền phức, cho nên bạn mới hiểu được ở trong Phật Pháp thật sự là dạy cho chúng ta cứu cánh viên mãn triệt để. Đây là đại học vấn trong đại học vấn. Gặp được rồi. Đây là vận may chẳng có gì sánh bằng. Trong Kệ Khai Kinh có nói trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Cư sĩ Bành Thế Thanh nói, từ vô lượng kiếp đến nay, hy hữu gặp được một ngày. Chúng ta gặp được rồi. Thật sự là không dễ, phải nên trân quý. Thế xuất thế gian chẳng có điều gì có thể so bì với điều này. Bạn phải trân quý cái cơ duyên này, nắm chắc cái cơ duyên này, trong đời này nhất định thành tựu. Điều này nói rõ, Phật thì nhiều. Một thế giới có Phật nhiều như vậy, vô lượng vô biên thế giới như vậy, thì số lượng các vị Phật không thể tính đếm. Thật sự là vô lượng vô biên, vô số chư Phật Như Lai. Chữ các này, mỗi một vị Phật đều xuất tướng lưỡi rộng dài. Tướng lưỡi rộng dài, hôm qua tôi đã chia sẻ với các vị rồi. Đây là phước tướng. Phước nhất định có nhân. Cái nhân này chính là nhiều đời nhiều kiếp, không nói dối, nói lời thành thật. Phóng vô lượng quang,
những câu nói này, ý nghĩa mỗi câu mỗi chữ sâu rộng vô cùng. Ở trong chú giải của cổ đại đức có nói với chúng ta, đại sư U Khê nói, xuất tướng lưỡi rộng dài là chứng minh cho chúng ta thấy Phật nói pháp chân thật, nhất định là không có hư vọng. Cái tướng lưỡi rộng dài này là vô lượng kiếp cho đến nay vĩnh viễn xa lìa bốn tội của khẩu nghiệp, vô lượng kiếp không vọng ngữ, không nói hai lời, không ỷ ngữ, không ác khẩu, mới có được tướng lưỡi như vậy. Cái tướng lưỡi này không phải Thích Ca Mâu Ni Phật biểu diễn cho chúng ta, đầu lưỡi thè ra có thể che kín khuôn mặt. Bạn xem trong kinh Đại Thừa Phật nói, tướng lưỡi rộng dài của Phật có thể bao trùm cả Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Nói rõ là từ vô lượng kiếp đến nay không vọng ngữ. Chúng ta nghe được những lời nói này phải nên học. Bất luận là vô tình hay cố ý tạo tác tội vọng ngữ, nhất định chướng ngại đời này khai ngộ giảng sanh. Đời này của chúng ta đều mong cầu là có hai nguyện vọng: mong muốn bản thân mình có thể khai ngộ, mong muốn bản thân mình có thể giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật thanh tịnh nghiệp thân khẩu ý. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta mà giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trong phần chánh tông của bộ kinh này truyền cho chúng ta cương lĩnh tu hành thiền hộ tam nghiệp. Bạn thử xem, Ngài đã xếp khẩu nghiệp đứng đầu tiên. Đây là sự xem trọng. Thân khẩu ý nghiệp là chúng ta thường xem thấy ở trong kinh điển Đại Tiểu Thừa, sắp xếp theo thứ tự thân khẩu ý. Nhưng mà trong bộ kinh này Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta, Ngài không sắp xếp như thế nữa. Trước tiên là nói khẩu, rồi đến thân ý. Cách nói như thế là thể hiện sự từ bi triệt để của Thế Tôn. Vì sao vậy? Ngài biết được chúng sanh ở thế gian này của chúng ta dễ dàng tạo nghiệp nhất là khẩu nghiệp, cho nên đem khẩu nghiệp xếp trước tiên, thiền hộ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Chúng ta ngày nay nói là đệ tử của Phật, đã thọ tam quy ngũ giới, thậm chí là đã xuất gia rồi, bạn có nói lỗi người khác hay không? Nếu như bạn vẫn nói lỗi của người khác thì điều thứ nhất bạn làm chưa được. Điều thứ nhất bạn chưa làm được thì toàn bộ các điều phía sau cũng không làm được. Bạn thử xem thiền hộ tam nghiệp trong phẩm thứ 8 Trích Công Lụy Đức của bộ kinh này, ở trong phẩm thứ 8 có nói điều này làm không được thì bộ kinh này sau này không làm được phần nào, thì bạn làm sao có thể giảng sanh? Một mặt thì niệm Phật, một mặt thì vẫn phê bình người khác, thường nói người ta không đúng, bạn nói xem có gây go hay không? Tâm là vọng tâm, tâm là loạn tâm, mỗi ngày từ sớm đến tối suy nghĩ lung tung, tâm không chân thành,
lời nói đều là vọng ngữ, hai lời ý ngữ ác khẩu. Bạn xem bốn cái lỗi này có phải là bạn đang tạo tác hàng ngày hay không? Bạn vẫn không biết sửa chữa, vẫn không biết quay đầu, vẫn tự cho là khởi tâm động niệm đều nghĩ người khác sai, ta không có sai. Ta không có sai. Tương lai thì người ta giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, còn ta giảng sanh A Tỳ địa ngục. Cuối cùng thì ai sai ai đúng? Không cần đi hỏi người khác. Bản thân mình buổi tối trước khi ngủ hãy tự suy nghĩ thì sẽ biết rõ. Ác nghiệp nếu không đoạn thì thật kinh khủng. Cho nên dễ dàng phạm nhất là khẩu nghiệp. Tiếp theo là nói thân nghiệp không sát, không đạo không dâm. Cuối cùng là nói ý nghiệp không tham, không sân, không si. Cho nên ngược với 10 ác nghiệp chính là 10 nghiệp thiện. Chư Phật Bồ Tát niệm niệm đều là tương ưng với 10 điều thiện. Học Phật đầu tiên chúng ta phải học điều này. Học Phật phải bắt đầu học từ đâu? Chúng tôi nói rất nhiều rồi. Ở trên kinh Quán Vô Lượng Thọ, bạn xem Thế Tôn dạy cho phương dân Vi Đề Hy như thế nào. Bà phát tâm học Phật, dạy cho phương nhân Vi Đề Hy. Phương nhân Vi Đề Hy là đại biểu cho chúng ta, chính là dạy cho chúng ta. Bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu từ tịnh nghiệp tam phước. Điều thứ nhất của tịnh nghiệp tam phước chính là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Bốn câu, 16 chữ nhập môn ở tại chỗ này. Mà 16 chữ này xin nói với các vị áp dụng trong 10 nghiệp thiện. Bạn hiếu thuận với cha mẹ như thế nào? Bạn phụng sự sư trưởng như thế nào? Bạn làm sao để học đại từ đại bi của chư Phật Bồ Tát? Đều ở trong thập thiện nghiệp. Bạn có thể tu 10 thiện nghiệp, chính là bạn hiếu dưỡng cha mẹ, chính là bạn phụng sự sư trưởng, chính là bạn tu tâm từ bi. Bạn không có thập thiện nghiệp, trước mắt ba câu nói này chỉ là lời nói suông. Áp dụng trong thập thiện nghiệp. Cho nên tôi nói tịnh nghiệp tam phước, điều thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước chính là kinh thập thiện nghiệp đạo. Điều thứ hai thì phạm vi của nó rất lớn. Chúng ta mới học Phật, nói quá cao thì không có tác dụng. Học xong nhưng làm không được. Cho nên điều thứ hai này tôi áp dụng trong Sa Di Luật Nghi, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Áp dụng trong Sa Di Luật Nghi 10 điều giới, 24 oai nghi. Sa Di Luật Nghi người tại gia xuất gia đều có thể học. Điều thứ ba đó là Đại Thừa, phát Bồ Đề Tâm, thâm tính nhân quả, đọc tụng Đại Thừa khuyến tấn hành giả. Chúng ta áp dụng trong Kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên các vị chuyên tu tịnh nghiệp, người chuyên tu tịnh nghiệp thì phải biết ba bộ kinh: Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Sa Di Luật Nghi, Kinh Vô Lượng Thọ. Hoàn toàn phải y theo chỉ đạo của tịnh nghiệp tam phước để mà tu học. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo là giúp cho chúng ta đạt được
cái tiêu chuẩn của thiện nam tử, thiện nữ nhân. Vừa mở kinh ra là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Nếu như chúng ta không thể có đủ 10 nghiệp thiện, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân đã nói ở trong kinh, chúng ta không có Phật. Phật không gọi chúng ta. Nếu như 10 nghiệp thiện bạn có thể làm được, thì trong lúc kinh gọi, bạn có thể trả lời là đang kêu bạn, bạn có phần. Mười giới 24 oai nghi, lại thêm kinh Vô Lượng Thọ, đâu chỉ có tổ sư Đại Đức, ngay cả Phật cũng là vậy chứ, chúng ta như vậy. Trì giới niệm Phật, như vậy mới có thể thành công. Phật Pháp mênh mông như biển, ở đây đã có rút gọn rồi. Rút gọn còn lại thật sự là tinh hoa của Phật Pháp, chính là ba điều này. Nhất định không thể lơ là. Bạn có được ba bộ kinh này thì nhất định bạn sẽ giảng sanh. Một chút nghi hoặc cũng không có. Cuộc đời này không hề uổng công. Cuộc đời này sống vô cùng phong phú, có ý nghĩa, có giá trị, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Lần sau có trở lại, đó là thân phận của Phật Bồ Tát thừa nguyện tái lai, là để giáo hóa chúng sanh. Điều này thì chẳng giống nhau. Hôm nay chúng ta xem đến chỗ này, nhiều vị Phật như vậy, hầu như có thể nói không có vị Phật nào bị bỏ sót. Bạn nói xem đây là pháp môn gì? Không có vị Phật nào mà không tán thán. Xưng tán Vô Lượng Thọ Phật, công đức không thể nghĩ bàn. Công đức không thể nghĩ bàn là gì? Là quá nhiều, quá nhiều. Trong bộ kinh này giới thiệu rất là chi tiết. Trung tâm của nó chính là 48 lời nguyện. Đại nguyện đại hạnh, phổ độ mười phương thế giới, tất cả chúng sanh viên thành Phật đạo. Đây là công đức không thể nghĩ bàn của A Di Đà Phật. Tất cả chư Phật độ hóa chúng sanh, thực tại mà nói, cái công việc này làm rất gian nan, rất cực khổ. Chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay, nghiệp chướng tập khí quá sâu quá nặng. Cho nên tôi đọc Lão Tử, Hòa đại oán, tất hữu như oán, an khả dĩ vi thiện. Đối với những câu nói này, tôi cảm xúc vô cùng sâu sắc. Tất hữu như oán, trong A Lại Gia Thức của chúng ta, chủng tử của phiền não tập khí chính là như oán nhiều đời nhiều kiếp từ xưa đến nay. Ở trên kinh Phật nói, giả sử bách thiên kiếp sở tắc nghiệp bất dâm, nhân duyên hội ngộ thần, quả báo vẫn tự thọ. Cho nên ở trong lục đạo, trong đời này bạn gặp được, bạn đã gặp được, bạn đã nhận được, cả thảy là dư oán. Bạn không thể trách người. Nếu bạn trách người thì cái oán này bạn càng kết càng sâu. Nhưng mà người thế gian không có ai mà không trách người, luôn luôn cho rằng là người khác có lỗi với mình. Do đó mới biết cái oán này càng kết càng sâu, không có cách hóa giải.
Cho nên Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh thật sự là gian khổ. Những người có thể thọ nhận cho nên Phật Pháp là sư đạo. Trong sư đạo, điều quan trọng nhất là tôn sư. Tôn sư trọng đạo. Tôn sư không phải là nói đối với lão sư phải cung kính như vậy. Sự cung kính này là điều tự nhiên. Bạn đối với lão sư tôn trọng thì đâu có gì là không cung kính. Đó là điều tự nhiên. Sự tôn trọng này, tôn sư, lời lão sư giáo huấn, cả thấy đều thực hiện được, đây mới gọi là tôn sư. Những điều lão sư dạy mà bạn không làm, đã như vậy rồi, đây gọi là thái hòa. Thái hòa thì không phải là do con người tạo ra, nó là tự nhiên mà có. Tự nhiên thì gọi nó là đạo. Chúng ta tùy thuận nó thì gọi là đức. Tùy thuận thì chính là trung hòa. Cho nên dùng chữ trung này, trung là không nhiên, không lệch. Không thiên, không lệch, đây chính là trung. Bạn phải tùy thuận. Bạn không thể nào thay đổi nó được. Nếu như bạn thay đổi nó, phá hoại nó, vậy thì sai rồi. Nhất định sẽ có tai nạn. Con người có hai con mắt. Bạn nói hai con mắt thì ít quá. Tôi muốn gắn thêm một con nữa. Bạn làm thành ba con mắt, vậy thì tai nạn của bạn liền đến. Vì sao vậy? Vì phá hoại đại tự nhiên. Phá hoại cái pháp tắc của tự nhiên. Pháp tắc của tự nhiên là thái hòa. Tùy thuận pháp tắc của tự nhiên thì chính là trung hòa. Sau cùng quan trọng nhất, bạn phải gìn giữ được, đó là bảo hòa. Đời này sang đời khác có thể giữ gìn được, thì cái dương triều này vĩnh viễn sẽ không bị suy yếu. Đây là sự thật, không phải là giả. Cho nên vào thời xưa, trong các gia đình, ở thế hệ trước dạy cho thế hệ sau là dạy cái đạo lý này, thì gia đình của họ không bị suy vong. Đời này sang đời khác, trong nhà đều có hiền nhân, nhà đó không suy. Xã hội ngày nay thì đi theo hướng xã hội, công thương nghiệp, công ty, các ngành nghề, các vị phải hiểu được là thái hòa, trung hòa, bảo hòa. Vậy thì sự nghiệp của bạn sẽ hưng dựng, cũng sẽ vĩnh viễn không bị suy. Nếu bạn không hiểu được cái đạo lý này, có lẽ công ty sẽ phải đóng cửa khi bạn vẫn còn chưa già. Hiện tượng này chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều. Bạn nghiên cứu thử xem là nguyên nhân gì phá hoại pháp tắc của tự nhiên. Cho nên chúng ta từ ở chỗ này, từ việc quan sát thân thể, thì việc này có thể khai trí huệ. Nhưng mà hiện nay việc phá hoại sinh thái tự nhiên của thân thể rất nhiều. Phá hoại rất là nhiều. Mà rõ ràng nhất là thẩm mỹ viện. Đó chính là một nơi chuyên phá hoại sinh thái tự nhiên. Bạn đi đến nơi đó để chỉnh sửa sắc đẹp, đây là phá hoại sinh thái tự nhiên. Thứ hai là khoa phẫu thuật của bệnh viện, giờ này rất đáng sợ. Nhất định là không nên đi. Chúng tôi ở Bắc Kinh có quen biết về vị bác sĩ đông y rất nổi tiếng. Đông y đích thực là có lý luận rất cao siêu. Gặp được người bị bệnh ung thư, họ nói với tôi, nếu như chưa có trải qua việc phẫu thuật ngoại khoa, đại khái là có thể cứu được, đều là có thể trị khỏi. Nếu như việc phẫu thuật đã can thiệp vào rồi, đông y nói sự giúp đỡ lớn nhất là dùng thuốc đông y, chỉ có thể duy trì sự sống được 3 tháng. Hết cách cứu. Đây là những gì thầy thuốc đã từng cứu được rất nhiều người. Bỏ tay y, kiên trì không tiếp nhận việc phẫu thuật, từ bỏ tay y, tìm đến họ. Họ dùng đông y để cứu những người đó, đã cứu được không ít người. Chúng ta phải nên tin vào nền văn hóa 5.000 năm lịch sử này. Tây y chẳng qua cũng chỉ hơn 200 năm, không tới 300 năm. Tây y thì cùng với khoa học kỹ thuật hiện tại như nhau, là phá hoại sự cân bằng sinh thái trên địa cầu này.
Thân thể này của chúng ta cũng giống như một quả địa cầu vậy. Phương pháp mà họ dùng là đang phá hoại sự cân bằng. Vừa phá hoại sự cân bằng thì di chứng sau đó rất nhiều, tai họa liền đến. Phải hiểu được thái hòa, hiểu được trung hòa, hiểu được bảo hòa. Cho nên vào lần trước, sau khi trở về từ Indonesia, thực sự là đã bị phong hàn, bệnh cũng không nhẹ. Tôi không đi khám bệnh, tôi cũng không uống thuốc, tôi nghỉ ngơi cho tốt, để cho nó từ từ hồi phục. Hồi phục tuy rằng chậm, nhưng mà nó lành mạnh. Nhưng này nhất định phải hiểu được. Vì sao vậy? Vừa tìm đến bác sĩ lấy uống thuốc xong thì đã phá hoại sự cân bằng sinh thái của ta rồi. Vậy thì di chứng sau này sẽ rất phiền phức. Cho nên tôi hiểu được cái đạo lý này, quyết định là không đụng đến cái việc này. Đây là nêu ra cho các đồng học làm tham khảo. Đây đều là có liên quan đến chánh định tụ, đã nói ở chỗ này. Tâm bạn phải thanh tịnh, tâm phải có lòng tự tin. Đặc biệt là Phật nói với chúng ta, chỉ bảo một cái nguyên tắc cao nhất là nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm của chúng ta thanh tịnh, tâm lành mạnh thì điều hòa sinh lý sẽ rất dễ dàng. Vì sao vậy? Nó tùy tâm mà chuyển, không thể nào có hoài nghi. Tôi như vậy rồi thì tôi có thể chuyển trở lại được không? Vậy thì sẽ không có hiệu quả. Bạn hoài nghi thì không có hiệu quả. Cho nên quyết định không thể nào hoài nghi, tự mình phải có lòng tin kiên định. Đây là Phật nói nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Chúng ta dùng cái ý niệm của chính mình, dùng tinh thần của chính mình, khiến cho những tế bào bị tổn thương này của chúng ta hết thảy khôi phục trở lại bình thường. Vì đây khẳng định là sẽ làm được. Đặc biệt là hiện tại chúng ta xem thấy tiến sĩ Giang Bụng Thắng của Nhật Bản thực nghiệm đối với nước, đã chứng minh được nước có thể hiểu được ý nghĩ của con người. Chúng ta mà thiện ý đối đãi với đó thì nó kết tinh sẽ rất là đẹp. Cho nên ông nói rất hay. Ông nói những người có tín ngưỡng tôn giáo trước bữa ăn thường có cầu nguyện. Ông nói việc đó rất tốt. Vừa cầu nguyện xong thì phẩm chất những đồ ăn này liền trở nên vô cùng tốt, so với lúc chưa cầu nguyện thì không như nhau. Đây chính là niệm lực. Cho nên tai nạn thế giới này có thể hóa trừ hay không? Có thể hóa trừ, chỉ cần tất cả mọi người chúng ta đều có cái thiện niệm để cầu nguyện cho hòa bình thì tai nạn liền được hóa giải. Vì sao vậy? Vì nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Mỗi một người đều nghĩ đến tai nạn, vậy thì hỏng rồi. Cái tai nạn này sẽ rất nghiêm trọng, sẽ đến rất nhanh. Hết thảy pháp đều là từ tâm tưởng mà sanh ra. Cái đạo lý này chúng ta nhất định phải nên biết. Đặc biệt là hiện tại đã được khoa học chứng minh rồi, không sai một chút nào. Gần đây nhất, đây là báo cáo mới nhất của họ trong năm nay, quyển thứ ba. Họ vừa in ra thì liền gửi đến cho tôi 100 quyển. Vị tiến sĩ Giang Bụng Thắng này, trong quyển sách đó có làm thực nghiệm đối với tôn giáo. Đã làm thực nghiệm. Khi làm thực nghiệm, ông dùng bình thủy tinh để đựng nước. Ông đem viết tên của mọi tôn giáo dán lên trên các bình thủy tinh. Phật giáo, Kitô giáo, Thiên Chúa giáo, Ấn Độ giáo, Islam giáo, ông viết lên giấy rồi dán lên. Để đó khoảng vài giờ đồng hồ sau, rồi đem nước đi quan sát ở dưới kính hiển vi. Những cái tinh đó đều rất là đẹp. Tôi trong những năm gần đây đều đang làm việc thúc đẩy đoàn kết tôn giáo. Ông cũng làm cái thực nghiệm đó, đem mấy cái tôn giáo để cùng lại với nhau để làm thực nghiệm, thì sự kết tinh của nó cũng rất đẹp. Việc này nói rõ tôn giáo là có thể đoàn kết, là phải nên đoàn kết. Hình ảnh kết tinh đó thật không thể nghĩ bàn. Có một cái đầu người hiện rõ ra, cái đầu của một người. Nhìn này các vị có thể nhìn thấy. Tiến sĩ Giang Bụng Thắng nói người trong hình kết tinh này chính là Pháp Sư. Ông dùng phim đèn chiếu để chiếu cho chúng tôi xem, nhìn thấy rất là rõ ràng, có hình dáng của con người ở trong đó. Cho nên tâm của chúng ta phải định, tính tâm thanh tịnh tức sanh thực tướng. Đây là Thế Tôn ở trên Kinh Kim Cang đã nói với chúng ta.
Cho nên lòng tin của chúng ta là chúng ta nhất định có thể thành Phật. Trong đời này nhất định có thể thành Phật, quyết định có thể giảng sanh, quyết định tin tưởng vào sự dạy bảo của Thích Ca Mâu Ni Phật, tin tưởng vào oai thần bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Một mảy may hoài nghi cũng không có. Chúng ta từ cái chỗ này mà xây dựng chánh định tụ. Người có công phu tốt, công phu tốt chính là lòng tin thanh tịnh, quyết định không có hoài nghi. Ở trong kinh A Di Đà Yếu Giải, Ngộ Ích Đại Sư đã nói với chúng ta chữ tin này. Ông nói có 6 chữ. Thứ nhất là tin chính mình. Ở trên kinh Hoa Nghiêm, Phật nói với chúng ta: vũ trụ, pháp giới, sắc độ chúng sanh là từ đâu mà có? Hiện tại khoa học và triết học vẫn đang nghiên cứu thảo luận cái vấn đề này, đều chưa đạt được kết luận. Cách nói rất nhiều nhưng đều không đủ tính thuyết phục. Ở trên kinh Phật đã nói với chúng ta, cả cái vũ trụ là tâm của chính chúng ta biến hiện mà ra, thì cũng giống như nằm mộng vậy. Cảnh giới ở trong mộng là từ đó mà có, không phải là do tâm ý thức của chính bạn biến hiện ra hay sao? Trong mộng có hư không, ở trong mộng có pháp giới, ở trong mộng có sắc độ, có chúng sanh. Cho nên hiện tại trong khoa học thì nói đây là tâm ý thức của chúng ta, ý thức biến hiện ra cái cảnh mộng. Phật nói với chúng ta, cái thế gian này như mộng như huyễn, không giả chút nào. Đây là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, là chân tâm của chúng ta biến hiện mà ra. Hiện ra cái tướng của cảnh giới này thiên biến vạn hóa. Vì sao mà nó lại biến hóa như vậy? Vì thức biến. Thế nào gọi là thức? Thức chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bởi vì bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước nên mới biến hiện ra 10 pháp giới, mới biến hiện ra vô lượng pháp giới, là như vậy mà thôi. Cho nên chân tâm có thể hiện, vọng tâm có thể biến. Chân tâm vọng tâm đều là tâm của chính mình. Ngẫu Ích Đại Sư vì chúng ta tin vào chính mình, chính là tin cái này. Thế giới cực lạc là tâm ta hiện, thức ta biến. A Di Đà Phật, cái gọi là duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà. A Di Đà Phật không phải là người ngoài, là trong tâm của chúng ta biến hiện ra. Tịnh độ cũng là tâm của chính chúng ta biến hiện ra, do trong tâm của mình biến hiện mà ra. Bản thân ta muốn đi thì làm gì có đạo lý không đi được, vậy thì bạn có chướng ngại gì nữa? Cho nên đầu tiên là phải tin vào việc này, thứ hai là tin các ngài. Các ngài là ai? Các ngài chính là Thích Ca Mâu Ni Phật cùng với A Di Đà Phật. Bởi vì cái pháp môn này do Thích Ca Mâu Ni Phật đã giới thiệu cho chúng ta, người giới thiệu này chúng ta có thể tin. Các ngài quyết không có vọng tưởng, quyết định không có vọng ngữ, họ nhất định là không có ý lừa gạt chúng ta. Kế đến là tin vào thế giới Tây Phương Cực Lạc và A Di Đà Phật, đây là tin ngài. Thứ ba là tin sự, xác thực là có cái sự việc này. Thứ tư là tin lý, sự thì có cái đạo lý của riêng nó. Sau khi minh bạch lý được rồi thì sự cũng không còn hoài nghi. Sau cùng là tin nhân, tin quả. Ở chỗ này nói chính là cái nhân chân thật. Chánh định tụ là nhân, giảng sanh bất thối thành Phật là quả. Từ cái chỗ này mà xây dựng lòng tin thì đều gọi là chánh định tụ. Cho nên người được giảng sanh, bất luận là phàm hay thánh, bất luận giảng sanh vào trong độ nào, phẩm vị nào, đều có thể nói là đã nhập chánh định tụ. Đều có thể nói họ ngay trong một đời nhất định sẽ thành Phật. Giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì người người đều là vô lượng thọ. A Di Đà Phật vô lượng thọ, người giảng sanh đến thì cũng là vô lượng thọ, chính là hạ phẩm giảng sanh. Thì so với A Di Đà Phật cũng không khác. Cái thế giới đó là thế giới bình đẳng. Phía trước chúng ta đã đọc qua cảnh bình đẳng. Cảnh thì bao gồm cả thân thể này của chúng ta. Bạn sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, dù là hạ phẩm giảng sanh,
thì tướng mạo của bạn cùng với A-di-đà Phật đều hoàn toàn không khác. Thân thể này cũng vậy, tuyệt đối là không có khác nhau. Hiện tại chúng ta có đem đi vẽ tranh, vẽ tranh thế giới Tây Phương Cực Lạc, A-di-đà Phật thì được vẽ to như vậy, ngồi ở chính giữa. Quan Âm Thế Chí thì nhỏ hơn một chút, người giảng sanh thì là vẽ nhỏ xíu một chút. Sai rồi. Đây là dùng tâm phàm phu để mà vẽ, đó không phải là sự thật. Thực tế thì hoàn toàn như nhau, quyết định bạn sẽ không nhìn ra. Phàm phu chúng ta xem thấy thì hoàn toàn như nhau, nhìn không ra. Nhưng mà ở bên đó người ta đều có thần thông, đều biết được, tuyệt đối sẽ không nhận lầm người. Tuyệt diệu không thể nói. Cho nên thế giới Cực Lạc là thế giới chân thật bình đẳng. Thế giới chư Phật, thế giới chư Phật thì không bình đẳng. Vì sao vậy? Cái nhân của nó không bình đẳng. Công phu tu hành của mỗi một người không như nhau. Cũng như Hoa Tạng Thế Giới, Hoa Tạng Thế Giới 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ này thì 41 cấp bậc của họ là không bình đẳng. Vì sao vậy? Đoạn vô minh không như nhau. Sơ trụ mới đoạn một phẩm, nhị trụ đoạn được hai phẩm. Sơ hành vị Bồ Tát đoạn được 11 phẩm. Đẳng giác Bồ Tát đoạn được 41 phẩm, vẫn còn một phẩm vẫn chưa đoạn, họ không như nhau. Cũng giống như việc chúng ta đi học ở trường vậy, học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, trình độ không như nhau. Nhưng mà khi đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì họ bình đẳng, họ đều như nhau. Trên thực tế thì trình độ của họ là không như nhau, nhưng ở bên ngoài thì hoàn toàn tương đồng. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Đây chính là oai thần 48 nguyện của A-di-đà Phật gia trì. Chúng ta không thể nào không biết, nhất định phải làm cho được rõ ràng. Đại nguyện Di Đà sâu rộng vô biên, không những là sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đã trụ chánh định tụ, mà quyết định trong một đời sẽ chứng được vô thượng Bồ Đề. Thậm chí là chúng sanh ở trong thế giới mười phương hiện tại đang tu tịnh độ, chân thật phát tâm buông bỏ vạn duyên mong cầu giảng sanh, cũng là chánh định tụ. Những lời này nói ra cũng rất có đạo lý. Thậm chí là người ta định tụ và người bất định tụ hiện tại thì không tin. Hiện tại nghe đến pháp môn này liền lắc đầu. Chúng ta hiểu được, trên Đại Kinh Phật đã nói với chúng ta, nói là một khi nghe qua tai, vĩnh viễn trồng thiện căn. Họ không chịu tin. Nhưng mà hôm nay ở nơi đây chúng ta có để tượng Phật, họ cũng nhìn thấy. Sau khi nhìn thấy thì thông thường chúng ta nói cái ấn tượng đó đã rơi vào trong ý thức của họ, cái ấn tượng này sẽ không thể lấy ra được. Đây chính là hạt giống niệm Phật giảng sanh trong tương lai của họ. Hạt giống kim cang vĩnh viễn không ngoại. Hiện tại thì không tin, chúng ta biết được đời sau, kiếp sau họ sẽ tin. Hoặc giả là vô lượng kiếp về sau, khi nhân duyên thành thục rồi, họ vẫn sẽ tin. Từ đây mà biết, cái gọi là bất định tụ và tà định tụ chỉ là tạm thời, chánh định tụ là vĩnh hằng. Chính bởi vì cái đạo lý như vậy, cái sự lý nhân quả này chúng ta đều thông đạt hiểu rõ, cho nên chúng ta có nghĩa vụ đem cái pháp môn này giới thiệu với tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh này, tôi không nói chúng sanh có duyên, có duyên hay không có duyên đều giới thiệu. Giới thiệu như thế nào? Để cho họ nhìn thấy tượng Phật, để cho họ nghe được danh hiệu của A-di-đà Phật. Như vậy thì đã trồng thiện căn rồi. Chúng ta chính là tiếp dẫn họ giảng sanh tịnh độ. Sự tiếp dẫn này không nhất định sẽ thành thục trong đời này. Trong đời này thì không chắc lắm, đời sau kiếp sau vô lượng kiếp sau chắc chắn sẽ thành tựu. Đặc biệt là năm xưa khi tôi đang theo học kinh giáo, lão sư của tôi thường hay nhắc nhở chúng tôi phải kết pháp duyên với tất cả chúng sanh. Nếu như bạn không kết pháp duyên,
cho dù bạn giảng được rất hay cũng không có ai nghe. Cho nên phải đồng kết pháp duyên. Câu nói này chúng ta đem nó kéo dài ra. Chúng ta ngày nay kết pháp duyên với hết thảy chúng sanh, tương lai sau khi thành Phật rồi thì sẽ quảng độ khắp chúng sanh. Phật không độ người vô duyên. Ta tương lai sau khi thành Phật, cái pháp duyên đó của chúng ta cũng hy vọng có thể giống như A-di-đà Phật. Mười phương ba đời tất cả chư Phật, nếu như luận về pháp duyên thì không thể so bì được với A-di-đà Phật được. A-di-đà Phật đã kết được cái duyên này quá sâu quá rộng. Thế giới chư Phật mười phương đều giúp đỡ A-di-đà Phật kết pháp duyên với chúng sanh. Vì sao vậy? Vì đem cái pháp môn này giới thiệu với tất cả chúng sanh chính là kết pháp duyên. Cho nên hiện tại ở nơi mà chúng ta đang ở này, đương nhiên Singapore, đây là đô thị lớn, tương đối phiền phức. Nếu như ở trong nhà bạn có để tượng Phật, nghe rằng người hàng xóm sẽ báo cảnh sát đến để can thiệp với bạn. Sống ở Úc Châu thì không có sự kiên kỵ này. Mỗi một nhà thì sân vườn đều rất rộng, trong vườn đều có cây cối, có chim thú, động vật hoang dã cũng rất nhiều. Chúng ta mở Phật hiệu để cúng dường cho chúng nghe, ngày đêm không gián đoạn. Chúng ta cũng phát băng để giảng kinh cho chúng nghe, kết pháp duyên với hết tỷ chúng sanh. Ngay cả ruồi muỗi kiến gián cũng đều kết pháp duyên. Có một hôm buổi sáng ngủ dậy thì đi vào rửa mặt, đại khái là ngày đầu tiên có người thấy chúng tôi dọn dẹp nhà vệ sinh, có thể là đã để rơi thứ gì đó. Đã có rất nhiều kiến kéo đến. Tôi xem thấy thật là nhiều quá. Cũng có đến mấy nghìn con kiến ở trong phòng vệ sinh. Cái phòng vệ sinh này tôi không thể dùng được nữa. Tôi liền rời khỏi và chắp tay nói: Bồ Tát kiến, các vị từ đâu tới? Hay là trở về đó đi. Chúng ta không thể làm phiền lẫn nhau như vậy được. Đại khái hơn 2 giờ sau thì không còn một con nào hết. Rất biết nghe lời. Quan hệ của chúng tôi rất tốt. Cho nên nhất định không thể động đến chúng, không thể diệt trừ chúng, mà bằng phải mời chúng đi. Cách gì một hai thì còn được, chứ cả đàn thì không thể. Chỉ có cách là trao đổi với chúng cho tốt, mời chúng rời đi. Sau 2 giờ nữa tôi cần dùng đến cái chỗ này. Chúng thật sự là rất nghe lời, rất ngoan. Chúng dọn đi hết, cho nên tất cả những con vật nhỏ bé cũng quyết định không thể có cái tâm muốn sát hại chúng. Quyết định không thể có cái tâm kinh mạng. Chúng ta cung kính đối với Phật Bồ Tát như thế nào thì cũng cung kính đối với chúng như vậy. Người xưa có câu nói: lòng thành cảm động đá vàng cũng dở. Tâm chân thành của chúng ta có thể khởi cái tác dụng cảm ứng đạo giao với chúng. Cho nên ở trong nhà có gián, có kiến, không cần phải lo. Cá ruồi muỗi sâu mọt cũng không cần phải sợ. Bằng khơi thông cho tốt, bản thân chúng sẽ tự đi. Cửa sổ mở ra thì chúng sẽ tự đi. Nếu như ban đêm mà nói thì có ánh sáng là chúng sẽ đến. Bên ngoài sân nhà hãy dùng đèn điện thắp sáng, bên trong nhà thì tắt đèn đi. Mở cửa sổ ra thì chúng sẽ tự ra. Nhất định phải nói chuyện, quyết định không thể được làm hại. Khi tổn hại chúng thì quan quan tương báo, không bao giờ nhất phiền phức càng lớn. Những thứ này xem từ chỗ nào? Hiện tại một số nhà làm nông, bằng xem khi làm nông nghiệp thì họ đều phải dùng thuốc bảo vệ thực vật để trừ sâu. Càng trừ thì càng nhiều, giết không hết. Vậy là những thuốc trừ sâu này, tôi nghe những người trồng trọt nói lại, nông dừa có thời gian hiệu nghiệm chỉ có 6 tháng. Vì sao vậy? Vì sau 6 tháng những con sâu này liền có sức kháng thuốc, loại thuốc này liền không có kết quả nữa. Cần phải phát minh ra loại thuốc trừ sâu mới, phân lượng cũng nặng hơn. Đến sau cùng vẫn là có người bị tổn hại. Có người ăn những thứ này vào thì có hại, cho nên đồ ăn hiện tại không thể ăn, rất đáng sợ. Chúng tôi ở tại nơi đó của Úc Châu cũng không tệ. Chúng tôi tự mình trồng, tự mình trồng, tự mình ăn. Chúng tôi không có dùng phân hóa học, không dùng thuốc trừ sâu, hoàn toàn là để cho nó sinh trưởng tự nhiên. Chúng tôi sử dụng phân bón đều là các loại lá cây rụng,
Số lá cây này chúng tôi đem trôn xuống dưới đất để cho nó từ từ mục đi, nó sẽ biến thành phân bón. Đào một cái hố ở trên mặt đất, thu gom những thứ này lại. Khoảng chừng 1-2 tháng sau thì biến thành phân ủ. Đây là thứ rất tốt. Chúng ta nhất định phải dùng cái tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng cùng với tất cả chúng sanh trong vũ trụ, chung sống hòa thuận, bình đẳng đối đãi. Ngày xưa chưa có học Phật, không hiểu cái đạo lý này, chúng ta cũng đã hại không ít chúng sanh. Cho nên trên con đường đạo Bồ Đề khó đi. Vì sao vậy? Oan gia trái chủ quá nhiều. Quá khứ ta đã hại họ, nay thì họ muốn hại ta, muốn báo thù. Cho nên khi gặp phải cái tình hình này thì quan hỷ mà tiếp nhận, biết được chủ nợ đã đến rồi, phải trả nợ rồi, mau mau trả nợ cho họ. Quan hỷ làm mà không một mảy may tính toán. Đặc biệt là người hủy báng, người sỉ nhục, người hãm hại, bất luận là cố ý hay vô ý, chúng ta biết được là trong đời quá khứ hoặc là trong đời này trước khi còn chưa học Phật đã kết cái oan nghiệp với chúng sanh. Sau khi gặp họ, chúng ta ngày ngày tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật, đều hồi hướng cho oan gia trái chủ. Họ chịu tiếp nhận thì cái oán này đã được hóa giải rồi. Còn người có cái oán hận sâu nặng thì họ sẽ không phục, vẫn không tiếp nhận. Thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải. Gặp phải rồi thì chúng ta quan hỷ vui vẻ mà tiếp nhận, thì nợ đã trả xong, đã trả hết. Lần sau mà gặp lại thì sẽ thành bạn tốt, chính là đồng tham đạo hữu. Cho nên trong nhà Phật, trong các đạo tràng, vì sao mà mọi người sống chung không thể nào hòa thuận, đều là đấu đá với nhau. Bạn phải hiểu được đều là có cái nhân duyên, đều không phải là đơn giản. Trong đời quá khứ đều có oan nghiệp, hiện tại gặp được. Có câu nói không phải oan gia không gặp nhau, đạo tràng cũng không ngoại lệ. Đạo tràng cũng là oan gia gặp nhau. Cho nên sau khi đã hiểu rồi thì dễ xử lý, không hiểu thì khó xử lý. Mỗi người trong tâm đều không phục, tâm bất bình. Sau khi hiểu rồi thì tâm mới bình được. Tâm bình thì khí mới hòa, thì mới có thể chung sống hòa thuận với những người này. Bất luận là họ dùng thái độ gì đối đãi ta, ta đối đãi với họ cũng đều thành tâm thành ý. Gặp mặt với ta, ta tươi cười đáp lại họ, từ từ sẽ hóa giải được. Đây đều là học được từ trong Đại Thừa Giáo. Hiểu được lý sự nhân quả. Cho nên trong cuộc đời này, quan trọng nhất chính là hóa giải oán hận. Phải hóa giải tất cả những oán đối này với tất cả chúng sanh trong vô lượng kiếp đến nay. Phải biết hóa giải. Lão Tử đã nói hòa đại oán. Sau đó Ngài có một câu tất hữu dư oán. Đây là cái hoàn cảnh hiện thực. Tất hữu dư oán, làm sao để hóa giải dư oán? Đây là đại học vấn. Chánh định tụ có thể hóa giải dư oán. Một câu sau cùng là bất năng liễu tri kiến lập bị nhân cố. Đây là nói cái gì? Nói người tà định, nói người tâm tình bất định. Hai loại này chiếm đại đa số trong số đồng tu chúng ta. Là tà định cùng bất định. Thế nào là tà định? Người tà định thì đem cái thân này xem rất trọng, chấp trước rất nghiêm trọng.
chấp trước cái thân này là ta. Phải vì cái túi da hôi thối này của mình mà phục vụ, phải vì nó mà tạo nghiệp. Bạn xem trong việc ăn uống, vì ăn uống mà tạo ra biết bao tội nghiệp. Ăn uống là vì cái gì? Vì cái đầu lưỡi. Qua khỏi đầu lưỡi thì không còn cảm thấy gì nữa. Cho nên ba cái tất lưỡi này, trong cả đời bạn vì nó mà tạo ra biết bao nhiêu tội nghiệp. Đây là một cái thí dụ để nói, thật sự là không đáng mà. Đây đều là một cái quan niệm sai lầm. Vì cái thân này mà tạo ra cái nghiệp danh văn lợi dưỡng, tạo ra cái nghiệp thị phi, tạo ra tham sân si mạng. Trong đời này mà không làm cho rõ ràng thì có thể được sao? Cho nên không thể không giác ngộ, không thể không quay đầu. Quay đầu là bờ. Chân thật giác ngộ, không tiếp tục vì cái thân này mà tạo nghiệp, đó chính là bạn đã nhập chánh định tụ. Bạn vẫn là không buông xả được, vẫn còn vì cái thân này mà tạo nghiệp, không thể hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Vẫn còn thứ mà bản thân mình thích, bản thân mình ghét, vì thì rất phiền phức. Cho nên việc ăn uống này, Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta xem. Tăng đoàn Đức Phật ngày năm xưa đi thác bát, khi đi thác bát người ta cho cái gì thì ăn cái đó, không có phân biệt, không có chấp trước. Thác bát cũng không phải chỉ mỗi một nhà, quy định là đi 7 nhà. Nếu như nhà này cúng dường rất nhiều cơm, đủ để bạn ăn đủ rồi, thì bạn không đến nhà thứ hai. Nếu thấy chưa đủ thì đến nhà thứ hai, thứ ba. Thác bát 7 nhà rồi mà vẫn chưa đủ ăn thì không thể đi đến nhà thứ 8. Vậy bạn điều gì? Biết đủ thường vui, đem cái vọng tưởng phân biệt chấp trước này dẹp trừ đi. Bình bát định cơm này là bữa ăn bình đẳng. Bình đẳng là thù thắng nhất, là viên mãn nhất. Bất luận là cảnh giới gì, khi đến trước mặt người tu đạo thì hết thảy đều bình đẳng. Thiện thì không sanh tham ái, cái ác, cái bất thiện thì không sanh sân hận. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, trong ăn uống ngủ nghỉ thì tu cái gì? Đem tham sân si mạng tu trừ bỏ. Bạn không ở trong cái cảnh giới này thì làm sao có thể trừ bỏ được nó? Nhất định phải đem tham sân si mạng mài dũa sạch ở ngay trong cái cảnh giới này. Sau cùng quay về chỗ bình đẳng thì tâm của bạn mới thật sự là bình đẳng. Tâm bình đẳng thì cảnh giới cũng bình đẳng. Cảnh tùy tâm chuyển. Ở trên thiên đường cùng dưới địa ngục thì sự cảm thọ đó hoàn toàn bình đẳng. Thiên đường không tham luyến sự vui sướng, địa ngục thì không chán ghét cái khổ nạn này. Bồ Tát giáo hóa chúng sanh ở trong 6 cõi, họ trụ là ở trong cảnh giới bình đẳng. Bình đẳng gọi là nhất chân pháp giới. Không bình đẳng là 10 pháp giới. 6 cõi 10 pháp giới là không bình đẳng. Cho nên pháp thân Bồ Tát trụ là nhất chân pháp giới, là bình đẳng pháp giới. Bình đẳng nhất định phải đến chứng pháp thân thì cảnh giới bình đẳng mới có thể hiện tiền. Nhưng mà hiện tại thế giới Tây Phương Cực Lạc, người chưa đoạn một phẩm phiền não nào mà sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì được nhập vào hàng bình đẳng pháp giới. Đây là chúng ta phải nên biết. Nếu như bạn không tu cái pháp môn này, bạn tu các pháp môn khác thì thật sự là phải cần thời gian vô lượng kiếp thì bạn mới có thể chứng được nhất chân pháp giới. Cái pháp môn này thực tại mà nói thì nó đã tiết kiệm được quá nhiều thời gian. Trong đời này liền có thể thành tựu. Cho nên nếu như những thứ chân thật không thể gì sanh tử, không thể chân thật phát Bồ Đề Tâm, không thể chân thật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đây đều gọi là bất định. Đây có thể nói là bất định.
ta định là thế giới Tây Phương Cực Lạc, tuy rất tốt, cái nơi này cũng rất tốt, nhưng không muốn đi. Vậy thì gọi là tà định, bao gồm sanh thiên. Sanh thiên mà so với thế giới Cực Lạc thì vẫn xem đó là tà định, không thể xem là chánh định. Nói đến lợi ích, Thiện Đạo Đại Sư Triều Đường nói rất hay. Đại sư Ngài nói, đại nguyện của A-di-đà Phật nhập chánh định tụ, lợi ích vô lượng vô biên. Lợi ích của thế gian này của chúng ta là mật ích. Mật là thâm mật. Trong nhà Phật thì không có bí mật, quá sâu rồi, chúng ta thật không dễ gì hiểu được, là thâm mật. Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là hiển ích. Cái lợi ích này là rõ ràng. Cho nên cái khác biệt chính là ở chỗ này. Cái ý nghĩa mà câu sau cùng này nói rất là sâu. Phàm là không phải chân thật vì liễu sanh tử, chân thật vì sự thành tựu trong đời này. Nguyên nhân chính là không thể hiểu biết được. Cái nhân mà A-di-đà Phật xây dựng thế giới Tây Phương Cực Lạc, giúp đỡ tất cả chúng sanh thế giới mười phương thành tựu Phật quả nhanh chóng và vững chắc, họ không biết. Cái nhân này mà nói ra thì rất dài. Chúng ta từ phía trên đọc đến chỗ này, đây là phẩm thứ 22. Phẩm thứ 22 này đều là nói về cái nhân duyên A-di-đà Phật xây dựng thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bạn hiểu được rõ ràng thì bạn mới quan hỷ tiếp nhận. Cho nên ở chỗ này tuy là giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc y chánh trang nghiêm, phía trước đã giới thiệu qua cái lịch sử rồi, bạn không nhận thức được đối với nó thì cái tâm quan hỷ đó không thể sanh khởi. Cùng cái đạo lý như vậy, chúng ta ở tại thế gian này, nếu như đối với văn hóa lịch sử nguồn gốc của đất nước dân tộc mình mà nhận thức không được rõ ràng thì cái lòng yêu nước yêu dân tộc của mình rất mờ nhạt. Thậm chí là một cái gia đình, bạn đối với gia đình mình bao nhiêu đời tổ tông đều biết được rõ ràng minh bạch thì bạn rất là yêu quý cái gia đình của mình. Nếu như đối với câu chuyện cuộc đời của cha mẹ bạn mà cũng không biết thì cái lòng yêu thương đó làm sao có thể sanh khởi được chứ. Từ cái điểm này mà thấy, người Trung Quốc trong thế hệ hiện tại đã mờ nhạt rồi. Tuy phai nhạt nhưng nếu so với người nước ngoài thì vẫn còn có gốc hơn. Người Trung Quốc đã lơ là việc xem trọng đối với lịch sử gia đình của chính mình, đã ra khỏi quỹ đạo, đại khái cũng không quá 100 năm. Những người tuổi tác cỡ như tôi thì đều nhận qua sự giáo dục này, đối với nhiều đời của gia đình mình đều hiểu rất rõ. Có thể là người chừng 50 tuổi thì sẽ kém hơn một chút. Tuổi càng nhỏ thì sự việc này càng nghiêm trọng. Hiện tại thì không có ai dạy nữa. Ngày trước trong gia đình có từ đường, mỗi năm vào dịp tế tự, tế tổ, mùa xuân, mùa thu, chúng tôi đều phải tham gia. Mỗi một gia đình đều có gia phả. Cái họ này của chúng ta là từ đâu mà đến? Là bắt đầu từ khi nào mà chuyển đến sống ở nơi đây? Đã được bao nhiêu đời rồi? Đều rất rõ ràng. Cho nên yêu gia đình, yêu quê hương, yêu tổ quốc, cái gốc phải cắm từ ở nơi này.
Thông thường chúng ta đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc thì cái tâm yêu thương này không sanh khởi nổi. Không sanh khởi tâm yêu thương thì cái nguyện này rất khó nói, cho nên họ không thể giảng sanh. Do đó quyển kinh này là phải giới thiệu, phải nói rõ. Nói rõ qua một lần thì đích thực là không dễ dàng. Quyển kinh này trước đây chúng tôi đã giảng qua 10 lần rồi, nhưng mà chưa có nói được rõ ràng đến như vậy, chưa có nói cho thấu triệt đến như vậy. Lần này là lần thứ 11, chúng tôi sẽ nói kỹ càng. Cách giảng cũng giống như kinh Hoa Nghiêm, phải thâm nhập vào bên trong. Như vậy thì chúng ta mới có thể chân thật được thọ dụng. Cũng chính như Thiền Đạo Đại Sư đã nói, nếu như chúng ta có sự lý giải tương đối thâm nhập đối với kinh này, thì tín nguyện của chúng ta đối với thế giới Cực Lạc có thể sanh khởi. Sự sanh khởi này chính là chánh định tụ, lợi ích vô lượng vô biên. Trên Tiểu Bổn Kinh Di Đà nói, nhờ hữu nhân dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sanh A-di-đà Phật quốc giả, thì chư nhân đẳng giai đắc bất thối chuyển ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đây chính là mật ích, tương đương nói trụ định. Bạn nhất định có thể thành Phật quả vô thượng. Tuy là hiện tại vẫn chưa được, nhưng tương lai khẳng định bạn sẽ được. Phần kinh văn chuyên nói sự y chánh trang nghiêm của thế giới Cực Lạc trong bổn kinh này, đến chỗ này là một phân đoạn. Phía sau là thập phương Phật tán và tam bối vãng sanh, cũng là phần kinh văn vô cùng quan trọng. Hiện tại chúng ta đã biết được sự lợi ích này, làm sao để đi? Phía sau sẽ nói với chúng ta cái phương pháp đi như thế nào. Hiện tại thì chúng ta gọi là di dân. Chúng ta muốn di dân đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Địa cầu này hiện tại đã trở nên phiền phức rồi. Phiền phức nghĩa là sự phá hoại cân bằng sinh thái của địa cầu mà tôi thường hay nói đến. Cho nên chúng ta cần phải thay đổi hoàn cảnh, thay đổi môi trường. Nghĩ lại ở trên trời cũng không có an toàn gì. Tuy rằng thọ mạng về lâu một chút, nó cũng chẳng phải là một biện pháp cứu cánh. Chân thật cứu cánh thì vẫn là thế giới Tây Phương Cực Lạc tốt hơn. Đặc biệt là chư Phật mười phương khuyên dạy chúng ta thật sự là có thể đi, không phải là không đi, không phải là việc giả dối, thật sự là có thể đi được. Chúng ta nhất định phải nắm chặt cái cơ duyên ngay trong đời này. Bất luận là sự tình gì của thế gian cũng chỉ là việc nhỏ, không có gì là việc lớn. Việc lớn chân thật chính là di dân đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây mới thật sự là một việc trọng đại. Bộ kinh này vô cùng quan trọng. Trước khi tôi giảng bộ kinh này, đặc biệt nói với mọi người, bộ kinh này là giấy bảo đảm cho việc chúng ta giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bạn có được bộ kinh này thì trên tay bạn đã có được giấy bảo đảm rồi. Nhưng mà bạn phải y giáo phụng hành thì mới được. Trên tay cầm quyển kinh này mà tâm tưởng cùng với điều kinh điển nói không như nhau thì bạn vẫn sẽ không đi. Cho nên nhất định phải đem những đạo lý, phương pháp, cảnh giới ở trong đó mà làm cho rõ ràng, minh bạch.